Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2024, tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào, tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị quán triệt học tập nghiên cứu chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thông tin thời sự. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và đảng ủy các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, giới thiệu nội dung cốt lõi chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quán triệt học tập nghiên cứu tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thông tin thời sự quốc tế và trong nước thời gian gần đây. Thế nhưng nó cũng đặt ra cơ hội.